hai con giáp thà chết còn hơn làm việc nhà. Các bạn ạ, là một nữ công gia chánh chính là hình ảnh hấp dẫn nhất mà phải nữ chinh phục cánh mày râu. Thế nhưng lại có một số cô nàng có cá tính mạnh mẽ lại không muốn ôm đồm việc vặt này, hay những cô nàng có tính lười cũng chẳng muốn động tay động chân làm việc nhà. Hãy cùng Định Ngày Tốt vạch mặt những cô nàng xem làm việc nhà là một cực hình là ai nhé. Top 1, tuổi Ngọ. Làm chuyện gì cũng đòi hỏi nhanh mà không cần chất lượng, nên bạn thật sự khó đảm đương tốt chuyện nhà. Bạn có thể sắn tay làm nhưng lại qua loa và hỏng hóc, hậu quả còn lại để người khác dọn dẹp và vô tư nghĩ rằng mình đã có làm là được rồi. Nếu ai đó chê trách bạn không đảm đang, thậm chí bạn còn tỉnh bơ phản ứng lại rằng người đó ghét mình. Top 2, tuổi Thân. Tính cách không chịu an phận nên bạn không thích làm một người phụ nữ của gia đình, nhất là phải động tay vào việc sinh hoạt trong nhà. Bạn thích những cuộc tụ tập bên ngoài hơn là ở nhà, cho dù miễn cưỡng phải làm cô gái đảm đang thì bạn cũng sẽ khiến mọi thứ rối tung lên mà thôi. Dẫu biết rằng phận con gái luôn phải dính với những công việc nhà cửa, bếp núc, nhưng không phải ai cũng thích thú với điều đó. Xã hội càng hiện đại thì các bạn nữ ngày càng năng động và hiểu biết, không giỏi việc nhà cũng không sao, nhưng các bạn nữ cũng cần sắp xếp mọi thứ cho ổn nhé. Lịch Ngày Tốt rất hân hạnh đem lại những thông tin giải trí thú vị dành cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau. Top 5 chòm sao chuẩn soái ca thục nữ. Xin chào các fan hâm mộ của Lịch Ngày Tốt. Rất vui được gặp lại các bạn trong chủ đề đang làm dư luận xôn xao, làm tan chảy bao nhiêu trái tim của nam thanh nữ tú. Đó chính là hình tượng soái ca và thục nữ. Vậy soái ca là gì? Các bạn đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Xuất thân từ các câu chuyện ngôn tình, soái ca nhanh chóng đánh gục trái tim của phái nữ bởi vẻ ngoài lôi cuốn lịch thiệp, luôn trầm tĩnh, có thể giải quyết mọi rắc rối trong nháy mắt. Đặc biệt soái ca vô cùng mạnh mẽ, lãng mạn và sẵn sàng bỏ tất cả để